10 mẫu biệt thự mini hiện đại chi phí xây dựng thấp. Hiện nay thì nhu cầu xây biệt thự của những gia đình nhỏ ngày càng nhiều. Nếu như trước đây thì những căn biệt thự đều làm người ta liên tưởng đến những căn nhà to khổng lồ. Thì ngày nay những căn biệt thự mini diện tích nhỏ nhưng vẫn sang trọng, chiếm được nhiều cảm tình hơn. Và sau đây sẽ là 10 mẫu biệt thự diện tích nhỏ mà các bạn có thể tham khảo. một biệt thự mini 2 phòng ngủ. Mẫu nhà đầu tiên là mẫu biệt thự vườn mini được xây dựng trên diện tích đất là 8,5 x 15,5 m. Dự toán kinh phí cho công trình là 650 triệu. Mức kinh phí này có thể thay đổi tùy thuộc vào vị trí xây dựng và giá nhân công của từng khu vực. Hiện nay mức giá trung bình là 120.000 trên 1 mét vuông. Với những mẫu nhà hiện đại thì bạn cũng không cần quá lo lắng về giá nhân công vì đây là mẫu nhà không đòi hỏi nhân công có tay nghề cao vẫn có thể thuê đội nhân công ở nông thôn cũng không có vấn đề gì. Về công năng sử dụng thì đây là mẫu biệt thự mini hiện đại 2 phòng ngủ. Ngoài cửa chính thì chúng tôi thiết kế cho gia chủ thêm một cửa phụ ở vị trí phòng bếp để thuận tiện cho việc đi lại cũng như đảm bảo sự thông thoáng cho căn nhà. Thứ hai, thiết kế biệt thự mini 3 phòng ngủ. Mẫu biệt thự mini hiện đại thứ hai có phong cách thiết kế khá độc đáo. Mô hình thiết kế của căn nhà bao gồm có hai khối, trong đó thì khối nhà chính là mẫu biệt thự mini mái thái và nối liền bên tay trái là nhà phụ với chức năng làm nhà bếp, nhà kho, nhà vệ sinh và phòng ở cho người giúp việc. Thêm một điểm cộng nữa tạo nên vẻ đẹp cho căn nhà này là ở hệ thống mái nhật. Ngoài ra kiến trúc mái còn giúp cho căn nhà tăng thêm vẻ bề thế, sang trọng. Nếu thiết kế thêm sân vườn nữa thì căn nhà còn đẹp và khang trang hơn nữa. Dự kiến kinh phí xây dựng của mẫu biệt thự mini này 250m2 là 1,5 tỷ đồng. 3. Mẫu biệt thự mini 600 triệu. Với những gia chủ mà ưa thích sự nhẹ nhàng, thanh thoát thì mẫu biệt thự mini 600 triệu là sự lựa chọn hoàn hảo. Xét về phần ngoại thất, căn nhà được thiết kế không quá cầu kỳ nhưng nhờ sự khéo léo trong cách trang trí, phào chỉ đã giúp cho căn nhà tăng thêm thẩm mỹ rất nhiều. Về công năng sử dụng thì mẫu biệt thự mini hiện đại này được thiết kế với hai phòng ngủ, trong đó có một phòng master dành cho bố mẹ. Nhà được xây trên diện tích đất là 8,5 x 20m. Trong đó sử dụng đất xây nhà là 7,5 x 13 m. Như vậy gia chủ vẫn còn một khoảng sân khá rộng để sinh hoạt ngoài trời. 4. biệt thự mini giá rẻ. Đây là mẫu biệt thự mini cấu trúc tách biệt giữa nhà chính với nhà phụ mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn. Quay trở lại với mẫu biệt thự mái thái về kiến trúc thì căn nhà được thiết kế đơn giản mang nhiều đặc điểm của mẫu nhà cấp 4 hiện nay như là mái thái đỏ, bậc tam cấp, cột trụ hình chữ nhật. Chính như sự tiết giảm chi tiết như vậy đã giúp cho gia chủ tiết kiệm được rất nhiều chi phí thiết kế và xây dựng. Dự toán kinh phí xây nhà là 600 triệu. 5. Biệt thự mini mái nhật 9 x 16 m. Một biệt thự mini hiện đại 9 x 16 m được bố trí hai phòng ngủ, một phòng thờ, một phòng khách, một phòng sinh hoạt chung và khu bếp. Khu vệ sinh được thiết kế tách biệt ra bên ngoài và gia chủ sẽ làm sau. Diện tích của lô đất rộng là 120 m2 nên phần nhà chính sẽ được đặt chính giữa của lô đất và thụt về phía tường bao phía sau nhà và phần đất phía trước sẽ được làm sân vườn để căn nhà thêm thoáng đãng và rộng rãi hơn. 6. Mẫu biệt thự mini 9x14m. Nếu muốn phá cách hơn thì bạn có thể tham khảo mẫu biệt thự vườn mini mái chéo. Thiết kế dạng mái chéo nên nhìn vào mặt tiền thì bạn sẽ thấy nó hoàn toàn khác biệt. Vì có kiến trúc độc đáo nên kinh phí cho xây dựng cũng sẽ chênh lệch hơn so với những mẫu biệt thự vườn mini khác. Dự kiến kinh phí xây nhà là 1 tỷ nhưng hoàn toàn xứng đáng đúng không các bạn? Nhà được xây với hai phòng ngủ, một phòng khách, một gara để ô tô. Với mẫu nhà này thì các hộ gia đình ở thành thị cũng có thể dựa vào đây để lên ý tưởng thiết kế cho nhà phố. 7. Thiết kế biệt thự mini 20 x 40 m. Mẫu biệt thự có sân vườn giúp cho không gian nhà trở nên gần gũi, thoáng mát hơn, không quá thô sơ, cứng nhắc do những khối tường bê tông đem lại. Mẫu biệt thự vườn mini này thì cũng được thiết kế có gara để ô tô giống như nhà phố. Những lưu ý khi thiết kế nhà có gara thì bạn cũng cần để ý như là đảm bảo đồ đủ sáng, ngăn cách gara với nhà chính bằng cửa kính để giảm thiểu khói bụi và khí thải của ô tô ảnh hưởng đến không gian nhà. 8. Biệt thự mini mái nhật Mẫu biệt thự mini có kinh phí 560 triệu trên diện tích 140m2. Mẫu nhà này được lên ý tưởng từ những căn nhà mang phong cách châu Âu kết hợp với hiện đại. Bạn sẽ có thể dễ dàng nhận ra những đặc điểm của phong cách này ở những chi tiết như là mái vòm, những chi tiết phào chỉ phức tạp, không gian sân vườn thoáng đãng và ở màu sắc của căn nhà. Nếu bạn ưng về cách thiết kế nhưng chỉ vì màu sắc mà không lựa chọn thì có thể thay đổi màu sắc nha. 9. Biệt thự mini mái thái phong cách tân cổ điển Màu sắc trang nhã sang trọng, bố cục cân xứng, sử dụng hệ thống phào chỉ làm điểm nhấn, tập trung vào diện tường, hàng cột để làm nổi bật vẻ đẹp nhẹ nhàng, tinh tế của công trình. Các chi tiết trang trí được tinh giản đi rất nhiều nhưng vẫn mang đến vẻ đẹp hoàng gia cho biệt thự. Hệ mái thái thường được kết hợp với cửa sổ dạng vòm để mang đến vẻ đẹp mềm mại, quyến rũ cho kiến trúc mặt tiền. Các loại vật liệu mới cũng được sử dụng nhiều hơn. 10. Biệt thự hiện đại mái thái mini. Hình khối bố cục đơn giản, được tổ chức tự do, có thể phi đối xứng, phi logic để tạo nên vẻ đẹp độc đáo. Màu sắc đa dạng có thể phối theo kiểu hài hòa nhẹ nhàng hoặc là tương phản, đối lập, mới mẻ, độc đáo, cá tính. Các chi tiết trang trí đơn giản nhưng lại có tính thẩm mỹ cao. Các vật liệu mới như là gạch thông gió, làm thép, gỗ nhựa ngoài trời, lan can kính được ưa chuộng sử dụng để tạo thành điểm nhấn mới lạ cho căn biệt thự. Vậy là chúng mình vừa giới thiệu đến các bạn 10 mốc biệt thự diện tích nhỏ mà các bạn có thể tham khảo. Đến đây thì video của chúng mình cũng xin phép được khép lại. Like. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật thêm nhiều video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Các bạn thấy video của blog nội thất đẹp như thế nào? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình bên dưới video này nhé. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy nhấn theo dõi, like và share, ủng hộ blog nội thất đẹp nhé. Các bạn cũng có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn chọn video ở phía tay trái hoặc là tay phải. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.